Hôm nay tôi sẽ làm cái video hướng dẫn về cách hun chấu để làm giá thể trồng hoa cây cảnh cũng như là cây rau màu. Thì để hun chấu thì trước tiên ta chuẩn bị một cái ống hun cao khoảng 2,5 đến 3 mét, phía dưới tạo hình trụ bốn cạnh. Và trên cái hình trụ bốn cạnh đấy và trên cái thân ống thì ta đục những lỗ để nó có thể thoát cái hơi nóng và thoát khí từ bên trong ống ra. Mục đích ta làm cái ống cao 2,5 đến 3 mét là để cho khói nó đỡ quẩn xuống bên phía dưới, để khói nó bốc lên trên cao. Chúng ta chuẩn bị một ít củi khô, sau đó chúng ta nhóm để cho cái củi khô này nó cháy. Chúng ta chất cái đống củi khô làm sao để khi ta chụp cái ống hun vào thì cái phần tứ giác ở bên dưới cái ống trụ hun ấy nó sẽ chụp vừa vào trong cái đống củi này. Sau khi lửa đã cháy và bén vào đống củi rồi thì ta sẽ chụp cái ống hun này vào cái đống củi đấy. Và chúng ta kê làm sao cho cái ống hun này nó đứng thẳng. Sau khi mà cái ống hun này, củi trong cái ống hun nó cháy, nó sẽ làm nóng cái ống hun này, thì chúng ta bắt đầu đổ chấu vào. Chúng ta đổ chấu vào sao cho lấp kín cái phần lỗ đục ở trên cái ống hun ấy, để cho lửa nó sẽ không bén được ra ngoài. Nếu như chúng ta không lấp kín cái lỗ đấy thì lửa nó sẽ bén ra ngoài và nó sẽ làm cho cháy ở ngọn cái đống chấu. Chúng ta đổ chấu vào sao để tạo thành một cái hình chóp ở giữa, để cho chấu nó sẽ cháy đều từ phía trong cháy ra. Nó cháy theo cách yếm khí để nó không bị tạo thành tro mà nó còn nguyên cái hạt vỏ chấu và bị thâm đen lại. Tùy vào cái số lượng chấu mà ta hun thì cái thời gian nó sẽ khác nhau. Ví dụ như ở đây cái ống hun của tôi sử dụng là ống hun phi 90 thì tôi hun khoảng tầm 20 đến 25 bao chấu thì tôi sẽ hun trong vòng khoảng 6 đến 8 tiếng thì nó sẽ cháy hết ra ngoài. Khi mà nó cháy ra đến ngoài thì các bạn nhớ là cái phần đen đen này là nó đã cháy ra, thì cái phần nào nó chưa cháy hết ấy thì ta sẽ gạt cái phần phía mà nó chưa cháy nó vào cái chỗ đen đen đấy. Sau khi chấu đã cháy bén đen hết ra phía ngoài thì chúng ta phun nước dập tắt. Lúc đó thì ta sẽ được sản phẩm là chấu hun.